Anh ơi, lúc nãy em mua cho này hết tiền rồi, thì nữa anh chuyển thêm cho em nhá. Sao lại là tiền nữa? Tôi chuyển cho cô không biết bao nhiêu lần rồi nhá. Tại anh không biết đấy thôi. Bây giờ đồ ăn thức uống đắt hơn là đắt, tất cả em còn phải mua thêm nhu yếu phẩm cho nhà mình nữa chứ. Tôi thấy là do cô không kiếm được tiền, nên không biết là kiếm được đồng tiền nó khó như nào đâu. Cô không thể nào mà chi tiêu cách tiết kiệm hơn được hay sao? Em... Mà này, giờ tôi có việc ở trên công ty, cô tự đi về trước đi. Alo. Chi à, dạo này cậu có khỏe không? Tớ vẫn ổn. Cậu định lừa tớ đến bao giờ nữa? Hồng Anh. Kể từ ngày cậu kết hôn, lâu lắm rồi chúng mình không gặp nhau đấy. Ngày đấy, cậu nhất quyết phải cắt đứt hết liên lạc để gả cho anh ta. Đây là cuộc sống hạnh phúc mà anh ta đã hứa hay sao? Ừ thì tớ trải qua rồi thì tớ mới biết đấy chứ. Ngày trước anh cứ bảo với tớ là cứ ở nhà nội trợ đi rồi anh nuôi. Bây giờ nghĩ là chả khác gì mình làm công công cả. Sao anh biết là em muốn mua một cái điện thoại mới? Đừng có mặt tường mở. Đây là quà anh mua tặng khách hàng. Em thử nhìn lại bộ dạng của mình xem. Gương mặt thì xấu xí, ăn mặc thì lôi tha lách thách. Mà mấy cái đồ công nghệ này á, em không có dùng được đâu. Thì em lôi thôi lách thách, cũng là do em phải ở nhà dọn dẹp, nấu nướng, rồi còn chăm con nữa. Chứ em cũng có muốn thế đâu. Mà này, sắp đến sinh nhật em rồi đấy, anh quên rồi. Em thử nghĩ đi, em ăn ở nhà anh, sinh hoạt ở nhà anh, đến bây giờ em lại đòi quà sinh nhật à? Đi vào trong bếp nấu nướng đi. À mà này, mẹ anh sắp qua đây ở mấy tháng đấy, bụng dạ bà ấy lại còn bị yếu nữa. Em nhớ chú ý 5 giờ sáng dậy nấu ăn cho bà ấy. Đi đi. Đây, mời mọi người ạ. Sao lại chỉ có mấy món này? Mỗi tháng tôi đưa cho cô 500 nghìn để cô chi tiêu. Cô mang mấy món này đãi khách, cô định làm mất mặt tôi đấy à? Hay là cô dùng cái tiền đấy để mua mỹ phẩm? Làm gì có đâu. Mỗi một lần anh đưa tiền, em mua cái gì nhá, em đều ghi lại cẩn thận. Đây này, xem đi. Thôi được rồi, chị nấu cơm vất vả rồi, chị ngồi xuống ăn cơm đi. Ây à. Thôi, chị. Mấy cái việc này ấy, là để cho nội trợ nhanh làm. Còn tay của em là chỉ ký hợp đồng thôi. Làm đi. Để chị đau nha. À phải rồi, hình như là chị đang viết để chết mạng đúng không? Ủa giời ơi, suốt ngày á chỉ biết cắm mặt làm nội trợ thôi. Không biết là cái trang mạng nào lại chuyên sắp mấy cái bài viết dở hơi của cô. Tiền không kiếm được, mọi chi tiêu á đều phải dựa dẫm vào tôi. Đùa. Còn em. Dạ vâng, con về nhà ngay ạ. Anh ơi, bố em nằm viện rồi. Bây giờ em phải về quê gấp, anh đưa cho em một ít tiền đi. Gấp cái gì? Cơm trưa ấy, con nói xong chưa? Mà mẹ tôi sắp lên rồi đấy nhá. Hay là hôm nay anh đưa mẹ đi ăn ngoài. Ăn ở ngoài? Cô dám để mẹ chồng cô ăn ở ngoài á? Mẹ tôi già rồi, không ăn quen đồ ăn ở ngoài. Mà lấy chồng ấy thì phải theo đằng nhà chồng. Đây cô còn lo cho nhà mẹ đẻ nữa. Mà bố cô ấy thì mẹ cô chăm. Bây giờ cô đi ấy, ai chăm mẹ tôi? Nhưng mà hôm nay tôi phải đi. Này, đứng lại đấy. Cô nghĩ cho kỹ đi. Cô ăn bám tôi. Bây giờ cô dứt khoát đi ấy, không những không có tiền đi đường, mà cái phí sinh hoạt không có đâu. Thật không ngờ mấy năm nay cuộc sống của cậu lại khó khăn như vậy đấy. Chẳng trách da mặt dạo này của cậu thật là xấu. À, chắc là do tớ sinh con nên là thể trạng của tớ cũng yếu đi nhiều. Cậu phải để ý bản thân vào. Cậu nên nhớ ấy, là phụ nữ chúng mình lúc nào cũng cần phải yêu bản thân của mình hơn, nhớ chưa? Tớ biết rồi, cảm ơn cậu. À, công ty BHA Media của tớ ấy đang tuyển biên kịch này. Hay cậu xin vào làm thử xem. Tớ á? Ừ, đúng rồi. Cậu quên mất là hồi nhỏ ước mơ của cậu là gì rồi à? Ngày đấy nhá,
cậu ao ước sẽ viết được một bộ tiểu thuyết hot, rồi trở thành một nhà biên kịch nổi tiếng. Lúc đấy cậu để cho tớ làm nữ chính còn gì nữa. Tớ vẫn đang chờ cậu thực hiện đây này. À, tớ nghe điện thoại nhá. Ờ. Alo. Anh có một văn kiện để quên ở nhà rồi. Lập tức cầm quay lại cho anh. Giám đốc, đêm nay cô muốn ăn cái gì ạ? Tôi á? Tôi là muốn ăn cái gì đấy? Ngọt ngọt ấy. Thế thì được à? À đúng rồi. Anh chán cô vợ của anh như vậy, sao không ly hôn trực tiếp đi? Tôi cho rằng là do bản thân mình không đủ tốt. Nhưng chính khoảnh khắc này đã khiến tôi hiểu ra rằng mọi hy sinh, nỗ lực của tôi từ trước đến giờ đều là vô ích. Anh mà bây giờ trực tiếp ly hôn á, thế con đần đấy nó sẽ được một nửa tài sản. Bây giờ ấy, anh đã đang cố kéo dài thời gian, vì như vậy có nhiều thời gian để chuyển nhượng tài sản hơn. Mà cái con đần đấy lại vẫn làm ô xin cho anh. Mà em biết không, ngoài ra ấy, anh còn định vay thế chấp với tên của cô ta. Đến lúc ấy, cô ta sẽ suốt ngày bị đòi nợ, và quyền nhận nuôi con sẽ thuộc về anh. Nếu anh đã không nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng, vậy thì tôi cũng không cần cố gắng vun vén hy sinh vì cái gia đình nữa. Lại còn học đòi trong quốc gia cơ à? Mà này, cô mua một cái váy bán hết hơn 200.000. Cô không thể nào tiết kiệm hơn được một chút hay sao? Từ lúc tôi lấy anh về đến bây giờ, tôi còn chưa sắm được cho mình một bộ đồ mới nào. Phương Chi, cô bây giờ đã là một người mẹ rồi, cô không còn là một thiếu nữ nữa. Cô nên bỏ cái thời gian mà cô chăm sóc bản thân mình ấy, chăm lo cái gia đình này nhiều hơn một chút đi. Cô không thấy là tôi phải ra ngoài cực khổ kiếm tiền như nào à? Từ trước đến giờ tôi đang vì anh, vì cái nhà này mà hy sinh quá nhiều rồi. Đến mức mà tôi quên mất bản thân mình đấy. Anh ơi, em về đây này. Anh nhìn đi, hôm nay trung tâm thương mại họ có rất là nhiều chương trình khuyến mãi. Mau đi trả lại hết đi. Hôm nay tôi nhận được rất nhiều tin nhắn chuyển khoản, đã không làm được ra tiền ấy, để có tiêu tiền biết sót à? Ờ, đây là đồ em mua cho anh với con mà. Hôm trước anh chả bảo với em là anh bị đau lưng một gì, nên là hôm nay em mua cho anh một cái massage đây này. Mua cho tôi, nhưng bằng tiền của tôi. Đã không biết làm việc ấy thì phải biết chia sẻ. Mau vào nấu cơm đi. Những đồ này chiều đi giả lại hết nhá. Nhưng kể từ giờ phút này thì không có cái chuyện đấy đâu. Tiền tôi cho Kiến thì tôi tự tiêu, anh không có quyền lên tiếng. Phương Chi, thời gian khiến cô thay đổi quá nhiều rồi đấy. Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Nếu như anh không còn việc gì thì đừng hòng phiền tôi không phải làm việc nữa. Phương Chi, chẳng phải tôi nói ngày hôm nay tôi có một cuộc họp vô cùng quan trọng, tại sao tôi không làm? Tôi ngày nào cũng phải làm việc nhà, nếu không thì cũng phải chăm con. Bây giờ tôi còn phải tự đi kiếm tiền. Còn anh đã bao giờ chủ động giúp tôi làm việc nhà chưa? Nhưng mà cô là vợ của tôi, làm một chút đã làm sao? Giáo viên mẫu giáo của anh ấy, đã bao giờ rồi anh làm việc của mình thì chỉ được làm chưa? Thôi, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Bây giờ ấy, tôi còn đi gặp Thảo. Phương Chi, cô vẫn muốn đi ra ngoài. Cô có thấy là cái phòng khách nó như cái chuồng lợn không? Nếu như mà anh cảm thấy nhà cửa bừa bộn ý, thì anh có thể tự dọn rồi cút đi. Anh về rồi à? Xuống dưới mua em phải nước mắm nhá. Này, tôi là chồng của cô chứ không phải là chân sai vặt. Đi làm về đã mệt muốn chết rồi. Thì em đang dở tay còn gì, xuống dưới mua còn 5 phút chứ mấy. Thế sao lúc mà tôi chưa về cô điện cho tôi bảo mua đi? Mà mấy việc nội trợ này đều là việc của cô. Giáo viên mầm non của cô không dạy là việc của mình phải tự làm à? Tác giả Phương Chi, hợp tác với mẹ nhé. Hợp tác với mẹ. Tôi rất mong chờ tác phẩm của cô.
tôi xin lỗi. Alo ạ? Cái gì ạ? Dạ vâng, tôi đến ngay ạ. Anh ơi, thật ngại quá, con tôi phải nằm viện rồi, tôi xin phép đi trước đây ạ. Dạ vâng, tôi cảm ơn. Con vừa mới xuất viện mà cô đã đưa con về nhà ngoại rồi à? Cô đúng là có loại mẹ tồi đấy. Nếu như không phải do mẹ con cô vô trách nhiệm ấy, thì con gái của tôi đã không phải nhập viện. Anh bảo tôi vô trách nhiệm, trong khi tôi mới là người túc trực với nó trong vòng 1 tháng nó nằm viện. Còn anh vào thăm nó được mấy lần, anh có mua cho nó được cái bánh hay hộp sữa nào không? Nó mới mất vô trách nhiệm thì nhớ nhìn lại bản thân mình. Chẳng phải do cô bận rộn với đống kịch bản này hay sao? Con bé nó còn nhỏ, đáng nhẽ ra cô là một người mẹ, cô nên ở nhà chăm sóc nó nhiều hơn một chút. Mà đúng rồi, tôi nghĩ rằng ấy là cô bỏ được cái sự nghiệp vớ vẩn này đi, cô nên ở nhà ấy chăm chút gia đình nhiều hơn một chút. Anh thì khám đi tối về, thế thì anh lấy cái quyền gì ra mà không cho tôi phát triển sự nghiệp của mình? Anh nên nhớ, hiện tại tôi là người kiếm được nhiều tiền hơn anh đấy. Chẳng phải lúc kết hôn cô đã hứa với tôi là sẽ ở nhà chăm chút gia đình? Tôi nói cho cô biết, kể từ hôm nay, một là cô tiếp tục ở nhà làm nội trợ, hai là ly hôn đi. Ly hôn, con cái nó tài sản, được không?